Video hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách hạn chế rụng nụ và hoa trên cây thanh long. Đầu tiên là khi mà mùa thanh long ra hoa, bắt đầu ra hoa đấy, các bạn không nên để những cái mầm như này nhé. Các bạn, cái mầm như này là nó ra, nó lẩy lên là nó sẽ hút hết dinh dưỡng ở những cái tay dưới này. Cái hoa, mắt hoa nó đang ra này, các bạn không nên để. Đấy. Các bạn chỉ để những cái mầm nào nó dài thôi, dài khoảng tầm 4-50 phân thôi. Là các bạn, còn đâu những cái giữa mùa đấy là ra, nó ra hoa đấy là các bạn không nên để, đừng tiếc. Các bạn cắt hết đi cho mình. Đây là cái cây này nhà mình là nó mới trồng nên là mình phải để thôi, chứ như sang năm là mình không để. Các bạn luôn giữ ẩm cho gốc nhé. Phải luôn giữ ẩm cho gốc khi mùa hè nắng nóng đến. Và các bạn phải nhớ bón phân lân đầy đủ nhé. Vì là cái này nó rất cần dinh dưỡng. Khi mà cái quả nó ra đấy là nó rất là, nó lui là một cái tay như này nó ra quả là nó sẽ bị mót tay đấy các bạn ạ. Nó hút rất là mạnh. Vậy nên là các bạn phải nhớ bón dinh dưỡng. Khi mà mỗi đợt quả các bạn cắt là các bạn lại rắc khoảng 2 lạng lân đầu trâu các bạn. Mình không biết là cái loại gì. Yếu tố nữa là những khi mà mùa ăn quả xong đấy, các bạn nên cắt những cái tay già này đi nhé. Những cái tay già này nó gần như là không có quả đâu các bạn. May chăng thì có tay có quả thôi, gần như là tay nào nó cũng không, gần như là không có quả. Vì là thanh long miền Bắc mình nó không như thanh long miền Nam. Thanh long miền Nam như này là những cái tay già này người ta trong đèn, người ta cho ra trái mùa là nó vẫn ra quả bình thường. Nhưng mà miền Bắc mình nó lại khác. Những cái tay già này nó không có quả nhưng mà nó sẽ hút những cái dinh dưỡng, một phần dinh dưỡng để nó, một phần dinh dưỡng ở cây. Vì là cây vẫn phải nuôi những cái tay như này. Các bạn nên mùa thu đến các bạn ăn xong, quả xong các bạn nên cắt đi. Một năm các bạn nên để khi mà cái tay này mùa ra hoa đấy, các bạn cố gắng làm ăn 3 vụ cho mình thì mới đạt hiệu quả nhé. Nên là các bạn cứ khoảng nhìn thấy nó chín đỏ tất cả đấy, 10 ngày. Các bạn để 10 ngày các bạn cắt quả cho mình. Hoặc là bạn nào thích, nếu mà nhà mình ăn ấy thì các bạn nên để lâu hơn một chút để nó ngọt. Đấy. Khi mà cắt quả xong rồi nó khô, những cái vết cắt này nó lại ra hoa tiếp tục. Vậy nên là các bạn là cố gắng là làm sao các bạn càng thu được nhiều quả trên một năm càng tốt. Không như là thanh long miền Nam đâu nhé các bạn nhé. Khác hoàn toàn ấy. Thanh long ra hoa vào tháng 5 và tháng 5, tháng 6 dương lịch đến tháng 6 dương lịch. Thì các bạn nhớ là đừng để những cái mầm này nó mọc tầm ra hoa đấy. Là các bạn nên gần tháng cuối tháng 4 và đầu tháng 5 các bạn nên cắt hết những cái mầm này đi. Trừ những cái cây nào nó mình mới trồng, mình cần ra lộc thì mình để thôi. Còn đâu các bạn những cái lộc như này nó mà mọc như này phải sang năm nó mới ra quả cơ. Chứ năm nay nó chưa ra quả được. Thì khi mà quả nó ra mà có cái mầm này nó mọc như này nó sẽ hút hết dinh dưỡng, làm cho hoa bé, rồi là rụng, rồi quả thì bé. Đấy, các bạn muốn quả to thì các bạn nên cắt những cái này đi. Các bạn cứ để ý vườn nhà người ta đấy, là khi mà nó thanh long chuẩn bị ra hoa là không có những cái lộc này nó lẩy đâu. Nếu mà vườn nhai mà có những cái lộc này nó lẩy là rất là kém. Các bạn để những cái lộc, nếu mà để nên để những cái lộc nó dài thôi. Dài là khoảng 50 phân trở lên thôi. Còn đâu các bạn cắt hết đi, đừng tiếc nhé các bạn. Đừng tiếc, vì là khi mà mùa thu nó ra lộc này nó ra rất là nhiều các bạn. Lúc đấy các bạn thao chỉ cần rắc đạm là cái nó sẽ nảy rất là nhiều. Đây các bạn này, đây một cái lộc nó đang nảy.
Mà cái tay này nó già, nó chuẩn bị ra hoa đây. Mà mình để như này là nó sẽ hút ở đây xuống cái này. Nên các bạn tỉa đi, cắt đi. Đấy, các bạn thấy cột thanh long nhà các bạn mà nó dày tay, nhiều tay, các bạn thì các bạn không nên để nữa. Để nó sẽ dày quá, nó không tốt, không có tác dụng gì các bạn. Vì là dày, có những cái lộc này nó mới ra, các bạn phải chờ sang năm cơ. Mùa thu thì nó ra lộc rất là nhiều, các bạn nên để. Khi mà cái cây thanh long nó đã vươn hết nhé các bạn, cái đầu nó cảm tròn lại, nó không vươn được nữa, các bạn nên cắt những cái đầu nhỏ đi. Các bạn để lại những cái cắt đầu nhỏ đi, cái đầu nhỏ đó nó loan. Thì ta là tác dụng của ta là như vậy, là để cho cái mắt này nó nhanh già. Nhanh già nó nhanh có quả hơn. Nhanh có quả hơn thì ta thu một năm là ta thu được nhiều đợt hơn, đợt quả hơn. Vậy nên là các bạn những tay như này nó, các bạn cố gắng lên một năm thu đến 3 đợt quả cho mình. Các bạn. Nó chỉ có mấy yếu tố để cho thanh long sai quả và hạn chế rụng hoa và quả to. Là các bạn giữ ẩm cho đất, đất là một này, bón phân đầy đủ và tỉa những cái mầm loan đi. Và mùa thu các bạn nên tỉa cành già. Vậy thôi. Đây, những cái cành mầm như này các bạn nên cắt đi. Đây là như mùa này mùa ra hoa các bạn. Vậy video của mình đến đây là hết rồi. Và các bạn thích thì đăng ký kênh của mình nhé. Mình sẽ nói về những cái video hay lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau nhé.